Khi tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, các đơn hàng từ nước ngoài sụt giảm nhiều, doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ đã chủ động thay đổi cách tiếp cận để mở rộng thị trường trong nước. Các cơ sở sản xuất gốm sứ ở Bình Dương đang thực hiện theo hướng này và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cách đây một thời gian dài, dòng gốm gia dụng theo phong cách vẽ tay, kiểu gốm lái thiêu, gần như mai một. Nhưng gần đây, người ta thấy những loại gốm này xuất hiện khá nhiều trên thị trường nội địa. Khi nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng trong nước muốn tìm sử dụng dòng gốm lái thiêu xưa, các cơ sở sản xuất gốm ở Bình Dương đã tái hiện gần như nguyên vẹn các mẫu mã gốm lái thiêu một thời vang bóng. Như cơ sở sản xuất gốm sứ này, khi chuyển sang sản xuất dòng gốm vẽ tay, cơ sở anh đã tìm được rất nhiều đơn hàng trong nước. Về phía công ty là xưởng cũng huy động những anh chị em vẽ là có kinh nghiệm lâu năm. Rồi bên cạnh đó là cũng giữ những cái nét vẽ truyền thống và cũng cải tiến thêm những cái nét vẽ để cho nó sinh động hơn, cái rõ ràng hơn, rồi cái nét vẽ nó dày hơn, nó đẹp mà sắc sảo hơn. Còn tại các cơ sở sản xuất gốm ở Lái Thiêu, hiện cũng có nhiều xưởng đang sản xuất dòng gốm vẽ tay. Hiện tại, những chiếc chén, tô, đĩa ở đây được sản xuất theo kiểu gốm xưa, được tái hiện gần như nguyên vẹn về kích cỡ, loại hình và nét vẽ, màu sắc. Mặc dù sản xuất theo cách thủ công và các hình ảnh vẫn được vẽ tay trên gốm, nhưng so với gốm xưa, các sản phẩm gốm sắc sảo hơn về hình dáng và nét vẽ. Chủ cơ sở sản xuất gốm này còn nghiên cứu những hoa văn mới, kiểu dáng mới và họa tiết mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nước, nhất là các khách hàng trẻ tuổi. Hiện khách hàng nội địa của cơ sở này chiếm đến 80%. Dạ thì cái gốm lái thiêu xưa thì nó chia ra rất là nhiều dòng, mà mỗi một dòng sản phẩm gốm thì nó cũng phân loại rất là nhiều. Ví dụ như là có những sản phẩm người ta gọi là đồ chợ, tức là đồ bình dân bán đại trà trên thị trường với giá thành rất là rẻ và ai cũng có thể mua được. Ngoài cái sản phẩm đồ chợ đó ra thì còn cái loại sản phẩm đồ đặt hàng mà người xưa người lò hay gọi là đồ hợp đồng, tức là đồ được đặt vẽ một cách cầu kỳ và trau chuốt hơn, thì cái giá thành sản phẩm nó cũng sẽ cao hơn. Thì riêng em thì em sẽ bám vào những cái sản phẩm đặt hàng đó để nghiên cứu những cái hoa văn đó và em làm lên những cái sản phẩm nó có cái hoa văn trau chuốt hơn, cầu kỳ hơn, cũng như là cái bố cục đặt để nó khó hơn. Thì khi mà ra cái thành phẩm thì em sẽ quan trọng cái đẹp và cái chất lượng hơn là cái số lượng làm ra. Thực tế cho thấy, dù trải qua bao thăng trầm, dù cuộc sống có hiện đại thế nào, thì gốm sứ vẫn chiếm một chỗ đứng quan trọng trong đời sống người Việt. Chính vì vậy, việc thay đổi để đáp ứng thị phần và thị hiếu của người tiêu dùng trong nước chắc chắn sẽ giúp cho các doanh nghiệp gốm sứ có được lượng khách hàng lâu dài. Từ đó các làng nghề gốm sứ cũng được duy trì và phát triển một cách ổn định hơn.